chợ quê Cam Thành Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Để quay cái bánh tét với bánh ú. Bánh gì này con? Gì vậy em? Quay trông quay xấu gì mà xấu, đẹp thế gì vậy? Trông ngon quá, nếu mà cháu không kẹt việc thì cháu cũng ăn ở đây. Ăn thử. Đây là bánh ấy ạ. Đây là bánh hỏi hả cô? Bánh hỏi, bánh nậm, bánh gói, bánh cúc, bánh bèo. Cái bánh gì cũng có hết á. Trông ngon quá. Tất cả kẻ các loại bánh. Con muốn gì? Hai chục ngàn bánh hỏi nữa kìa. Cái bánh hỏi này là bánh hỏi chay hay bánh hỏi chay hết em ơi. Chay hết ạ. Dạ. Có gì mặn hết. Cảm ơn cô. Bỏ luôn 20 nha em. Bỏ luôn 20 thôi đây. Đây 20 nữa nè. Đây là bún cá hả cô? À, bún cá sao? Dạ dạ ngon quá, nhưng mà con lại đang đợi bạn xem nó có ăn không thì mới dám ăn. À. Bún cá Nha Trang. Đây là món gì đây? Nhìn hấp dẫn quá. Wow. Món chè với bánh trôi nước. Ngon quá. Ngon quá, ngon quá. Chợ Cam Thành Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Hết rồi.